dành cho đội Tí Đô. Mời các em. Bắt đầu. Nước, nước. Ờ, bao la. Là gì? Dung. Trời ơi. Bạn biết sao dễ xấu vậy? Là sao? Sao dễ xấu vậy? Nhưng mà bên đây cái gì, cái gì? À, ngủ. Cái con này vẽ sao ta? Ba chữ đúng không? Ba chữ. Ừ. Này cái chân. Cái gì vậy? Đó. Đó. À, này là gì đây? Biển báo cấm. Chính xác, biển báo cấm. Trời ơi, cái chữ báo của chị, cái gì vậy? Tiếp, tiếp, tiếp. Cái ông hoàng hoàng của chị. Rồi, cái đồng hồ đi. Qua đây, coi tiếp, coi tiếp. Đó, ừ. Chuối. À, tai, 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 tai. Đàn nghĩ tai trâu. Ủa, đúng, đúng. Chính xác. Ủa, con trâu đó hả? Rồi. Trời ơi, sợ quá. Rồi, cái này dễ, cái này dễ. Dễ thương quá. Ba, ba, ba. Gọi là được 10 điểm môn vẽ. Áo, 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 áo. Giờ mà còn có cái ủa em ơi, em vẽ cái gì ngược vậy? Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy chị Huyền? Em vẽ nó cái lưng còng chút. Áo, áo gì? Ba chữ đúng không? Áo, áo đầu tiên. Áo, áo, áo còng lưng. Áo còng lưng. Ai mặc áo, ai mặc áo không, ai bị còng lưng? Áo cụ già. Áo. Ngược rồi, ngược rồi, bị ngược rồi. Áo cụ bà. Không. Áo cô bà. Không. Áo bà bà. Chính xác, áo bà bà. Vậy ơi, cái chữ bà của chị là cái chữ em khó nghĩ giống rồi, luôn á. Tiếp, tiếp. Em nhìn chị Huyền tưởng điểm, giả nghèo. 10 điểm mỹ thuật, Huyền ơi. 10 điểm mỹ thuật. Ô. Ô, ô, ô. Ô ly. Nè, nè. Cái này là gì? Vỏ ô ly. Không, không. Chữ. Hàng ô ly. Cái này là ô ly rồi đúng không? Ba chữ đúng không? Ừ. Cái gì ô ly ta? Ghi. Điền. Điền vào ô trống. No. Chất liệu. Giấy ô ly. Chính xác, giấy ô ly. Trời ơi. Đây, tiếp này dễ. Sao mà cứ hay. Sao cái gì? Sao cái gì vậy? Sao sao? Không, sao? Không phải sao. Bóng. Đèn. Cái gì vậy? Đèn, 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 đèn ông sao? Đèn ông sao, chính xác. Em có muốn đổi vị trí với Toại không? Khó quá. Cái từ giữa hay khó lắm. Đây, tiếp. Này dễ, này dễ nha. Chăn lưỡi liềm. Chăn lưỡi liềm, chính xác. Tiếp. Đáng hay quá nè. Vô guồng, vô guồng rồi. Hay quá. Vô guồng rồi. Dễ đi, chỉ chỏ gì? Chấm. Mụn rồi. Một. Rồi, 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 rồi. Ủa, không phải. Ủa, Toại chưa vẽ hay mấy chữ, mấy chữ? Ba chữ đúng không? Ừ, đúng rồi. Một rồi, rồi hay mở hổ? À một rồi đúng không? Mở hổ, mở hổ. Rồi, cạo. Nhanh lên, 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bé ơi, nốt ruồi son. Ừ, nhà mình bữa nay được cái vẽ rất xấu. Không, rất khó hiểu. Nhưng mà còn vẽ ngược nữa. Mà rất khó hiểu. Em nhớ là qua tay 10 cái mà ta. Đây, biển báo cấm được một cái nè. Hồi nãy vẽ con báo không ra nha. Phải vẽ cái tờ báo mới ra. Đàn gãy tay trâu, được. Đây, áo bà ba. Ba cái. Giấy ô ly, bụng. Đèn ông sao, 5 Trăng lưỡi liềm, 6 Hết rồi. Có 6 câu thôi, 6 từ khóa. 6 triệu đồng dành cho đội của chúng ta.